hoài, người ta kêu ôm hôn cái đi chụp hình là có hơi liền không chịu. Mình đi thích coi hoài, còn bả thì thích chụp hình phải không? Không phải chụp hình, bả thích chụp hình, tôi thích ở ngoài. Thích chụp hình, đừng phải chụp hình. Mình là không phải rồi. Để mà cái nhà mình vào trong ngay trong nơi trong đây. À, và cái bàn của mình là ngồi mỗi bàn khoảng 7-8 người cứ ngồi đầy bàn thôi. Cứ vô bàn ngồi, ngày nó bán xong mình mới lên tàu. Dạ. Dạ vô cứ vô bàn ngồi. Dạ cứ vô bàn ngồi à. Dạ dạ cho đó mình ăn nhẹ đó. Dạ cứ vô bàn ngồi à, mình cứ vô chọn một bàn ngồi à. Ai cầm miếng bánh lên cho con quay khuyên tí ơi. Rồi. Dạ phòng mình xin được. Dạ rồi. Dạ đó, mình cứ dùng à, mình dùng bao nhiêu cũng được à. Dạ, mình dùng trong vòng có 10 phút là mình đi á nha. Ai ăn gì cứ ăn nha. Ăn có 10 phút xong rồi mình đi tiếp á. Dạ, dạ. Ai ăn cái gì mình ăn nhanh nhanh lên nè, mình ngồi đây có 10 phút là mình đi à. Anh cho bạn ngồi. Bạn ăn cho kệ tôi mới dùng dần bây giờ. Đó, anh ngồi chứ. Dạ, mình trả thủ ăn à. Dạ. Để cầm gì? Cầm miếng nào? Dạ dạ mình đây chỉ có 10 phút thôi á. Tí em ăn em quay vòng vòng không chụp em ăn chỉ cầm được á, chỉ vẫn cầm lên tàu được á, mà cầm ít thôi nha. Dạ. Lấy đi cho bà.